Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Bản tin 24 giờ. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Mưa lớn ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc dẫn đến lũ lụt ở nhiều khu vực như Trịnh Châu, Củ Nghĩa. Lượng mưa tích lũy trong thời gian ngắn đã vượt quá 1.000 mm. Hôm thứ Năm, mưa tại thành phố Trịnh Châu bắt đầu ngớt dần, lượng nước tích tụ trong thành phố rút nhẹ, mức độ chống ngập giảm xuống cấp 3. Hiện tại nhiều hộ gia đình vẫn đang trong tình trạng mất điện. Các quan chức ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Năm cho biết có 33 người tử vong và 8 người mất tích trong thảm họa. Tuy nhiên, các quan chức của Trung Quốc luôn che đậy và bưng bít thông tin, báo cáo số liệu giả. Do đó, số người thương vong có thể còn cao hơn. Hôm thứ Năm, nước lũ tại một số khu vực của thành phố Trịnh Châu đã bắt đầu rút, nhưng vẫn còn nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong lũ. Tại những nơi lũ rút, nhiều phương tiện đã bị phá hủy, chất ngổn ngang lên nhau. Thành phố Củ Nghĩa cũng nằm ở phía tây của thành phố Trịnh Châu cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhiều dây cáp ngầm bị đứt, chân tháp điện cao thế cũng bị đá vùi lấp, nhiều cột điện bị đổ, dẫn đến tắc nghẽn giao thông và thông tin liên lạc ở khu vực thành phố Củ Nghĩa. Đường xá cũng bị tàn phá nặng nề sau khi lũ rút. Nhiều người khóc lóc thảm thương vì cảnh gia đình ly tán do lũ lụt. Hôm thứ Sáu, thành phố Trịnh Châu vẫn còn nhiều khu vực bị ngập nước, người dân sơ tán đi nơi khác. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy bơm để hút nước trong các đường hầm. Các công nhân thì bận rộn dọn dẹp những tàn dư sau trận lũ lụt. Mặc dù mưa lớn nhưng chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không đóng cửa tàu điện ngầm, dẫn đến nhiều người bị thương vong. Sau khi lũ rút, đường xá bừa bộn ngổn ngang, giống hệt như khung cảnh sau chiến tranh. Từ những đoạn video đăng tải trên mạng có thể thấy xác nạn nhân nằm la liệt trên đường. Cơn lũ dữ dội đột ngột không kịp trở tay khiến rất nhiều người bị mất tích và thương vong. Trong những video được người dân đăng tải trên mạng có thể thấy các thi thể nằm rải rác trên đường, ga tàu điện ngầm và nhiều nơi khác sau khi nước rút. Đoạn video trên được quay tại thị trấn Mễ Hà thuộc địa phận thành phố Củ Nghĩa, Trịnh Châu. Đường phố lụt lội, nhiều ô tô bị cuốn trôi, bị cây cối, nhiều mảnh vỡ của đất đá đổ vào. Khung cảnh hỗn loạn giống như vừa xảy ra một cuộc chiến tranh. Một số cư dân mạng nói, những xác chết trên đường phố Trịnh Châu khiến tôi kinh hồn bạt vía. Chính quyền Hà Nam hôm thứ Tư đưa tin, có gần 30 người đã thiệt mạng và gần 10 người mất tích trong trận mưa lớn, trong đó có hơn 10 người tử vong trên chuyến tàu điện ngầm. Tuy nhiên, theo bản tin của đài AFA, hôm trước đó có ít nhất 33 người đã thiệt mạng trên chuyến tàu và nhiều người bị mất tích. Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng đã không kịp thời cảnh báo, cũng không áp dụng biện pháp ứng cứu hiệu quả khi thiên tai xảy ra. Do đó, người dân chỉ có thể tự tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Sau trận lũ, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các công cụ thô sơ đơn giản để tìm kiếm qua một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước và cố gắng tìm những tài xế còn tia hy vọng sống sót. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, một thành phố rộng lớn như Trịnh Châu làm sao có thể tan hoang như vậy chỉ sau một trận mưa lớn. Với lưu lượng nước lớn và chảy xiết như vậy, nếu không phải do vỡ bờ, vỡ đập, thì chính là do hồ chứa ở thượng nguồn lại bất ngờ xả lũ. Chính là xả lũ bất ngờ do con người gây nên, xả lũ quá bất ngờ. Cơ quan phòng chống thiên tai của Trịnh Châu đã đăng thông báo vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ Tư trên Weibo, nói rằng sẽ xả lũ vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Ba. Tuy nhiên, tính đến 21 giờ 34, mực nước của hồ Thường Trang là 131,54 m, cao hơn mực nước giới hạn của lũ là 4,05 m và đã giảm 70 cm so với mực nước cao nhất ngày hôm đó. Đài AFA đưa tin, nhiều người đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng xả lũ vào buổi sáng, nhưng mãi đến khuya mới thông báo. Bà Dương, một cư dân ở Trịnh Châu nói rằng chính quyền đã không đưa ra thông báo sớm khi xả lũ, khi tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường, do đó mới gây ra nhiều thương vong như vậy. Bà Dương còn cho biết, vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối thứ Ba, mực nước đột ngột tăng lên nhiều. Điều này hơi lạ vì mưa lớn sẽ dẫn đến mực nước tăng lên dần dần, chứ không dâng cao một cách đột ngột chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Nhiều người đã không chuẩn bị và ngay cả tàu điện ngầm cũng không bị đình chỉ. Còn có video người dân Trịnh Châu quay lại vào trưa thứ Ba. Tại trung tâm thành phố, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ con đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn kéo dài nhiều ngày mà là do xả lũ đột ngột. Một cư dân mạng than thở, mọi người ở Trịnh Châu đang khóc than, đang gào thét và tuyệt vọng. Thưa quý vị, theo Bureau Daily đưa tin, vào lúc 0 giờ 5 phút theo giờ địa phương ngày hôm nay, tại Thanh Bạch Giang thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,1 độ Richter, độ sâu tiêu chấn là 21 km. Trận động đất xảy ra vào buổi tối muộn khi nhiều gia đình đã đi ngủ. Thành phố Thành Đô sau đó đã đưa ra thông báo khẩn cấp cho người dân. Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại do trận động đất này gây ra. Theo nhiều video của người dân ghi lại được, vào thời điểm xảy ra động đất, sàn nhà và đèn treo trên trần nhà đã rung lắc dữ dội. Vụ động đất diễn ra trong thời điểm cả đất nước Trung Quốc đang tập trung đối phó với dịch bệnh mới khởi phát. Ngoài ra, mới đây một ổ dịch cũng được phát hiện tại tỉnh Hồ Nam giáp với tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, nơi đây đã nhiều lần phải hứng chịu các trận động đất mạnh, thảm khốc nhất
Phải kể đến là trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 với cường độ 7,8 độ Richter đã giết chết hơn 250.000 người. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter cũng đã xảy ra ở tây nam của Trung Quốc vào ngày hôm thứ Năm tuần trước. Ít nhất 27 người được ghi nhận đã thiệt mạng. Trận động đất xảy ra cách thành phố Khang Định ở tỉnh Tứ Xuyên khoảng 43 km về phía đông nam, ở độ sâu 10 km. AFP dẫn thông tin từ USGS. Theo cập nhật mới nhất từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho tới thời điểm hiện tại, ít nhất 7 người chết trong trận động đất. Một người dân nói với AFP rằng trận động đất đã gây ra cảm giác rung chuyển ở siêu thị Thành Đô gần đó. Tôi cảm thấy nó khá mạnh mẽ. Một phụ nữ họ Chen nói, một số hàng xóm của tôi ở tầng trệt nói rằng họ cảm nhận được rất rõ điều này. Nhưng vì Thành Đô đang kiểm soát dịch bệnh nên mọi người không được phép rời khỏi khu dân cư. Nhiều người trong số họ đã đổ xô ra sân. Chen cho biết thêm, theo CCTV, các cuộc điều tra ban đầu cũng cho thấy một số thị trấn ở Tứ Xuyên đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng về nhà, trong khi đường dây viễn thông bị cắt ở một số khu vực. Đài truyền hình CCTN đưa tin các đường dây liên lạc với Moxi, một thị trấn có khoảng 7.000 dân gần tâm trấn, đã bị cắt do hậu quả của trận động đất. Một video được đăng bởi Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho thấy những tảng đá ầm ầm đổ xuống sườn núi ở Lô Định. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng một số dư chấn đã được ghi nhận ở khu vực gần đó. Theo USGS, một cơn chấn động nhỏ hơn 4,6 độ Richter đã tấn công miền đông của Tây Tạng chưa đầy một giờ sau trận động đất đầu tiên. Theo đài truyền hình bang CCTN, hơn 500 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới tâm trấn, trong khi các công nhân cố gắng dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn do lở đất gây ra sau trận động đất. Động đất xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc, đặc biệt là phía tây nam của nước này. Thưa quý vị, một trận động đất khác cũng đã xảy ra khiến ít nhất 9 người bị thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương sau hai trận động đất xảy ra ở tây nam của Trung Quốc vào hồi tháng trước. Vào thời điểm đó, một trận động đất 6,1 độ Richter đã tấn công khu vực dân cư thưa thớt cách Thành Đô, thuộc phủ tỉnh Tứ Xuyên, với dân số 21 triệu người, khoảng 100 km về phía tây. 3 phút sau đó, trận động đất thứ hai có cường độ 4,5 độ Richter đã xảy ra ở một quận gần kề, dẫn đến một số người chết và bị thương. Vào lúc 0 giờ 5 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh 5,1 độ Richter, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị rung lắc và người dân hoảng sợ. Theo Tân Hoa xã, vào lúc 0 giờ 5 phút theo giờ địa phương tại quận Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một trận động đất với cường độ 5,1 độ Richter với tọa độ 30,74 độ vĩ bắc và 104,46 độ kinh đông. Tâm chấn nằm ở độ sâu 21 km. Trận động đất xảy ra gần trung tâm thành phố đã khiến nhiều tòa nhà cao tầng tại đây rung lắc mạnh, người dân hoảng sợ và chạy ra ngoài. Theo một số người dân, trận động đất kéo dài khoảng 10 phút. Thành phố Thành Đô sau đó đã đưa ra báo động khẩn cấp cho người dân. Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại do trận động đất này gây ra. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, nhiều lần phải hứng chịu các trận động đất mạnh. Trong số đó, thảm khốc nhất phải kể đến trận động đất ở Tứ Xuyên với cường độ 7,8 độ Richter, giết chết hơn 250.000 người. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC, trận động đất được xác định ở vị trí 27,67 độ vĩ bắc, 92,89 độ kinh đông, với tiêu chuẩn ở độ sâu 10 km. Chiều qua, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Sơn Nam thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC, trận động đất được xác định ở vị trí 27,67 độ vĩ bắc, 92,89 độ kinh đông, với chấn tiêu ở độ sâu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trước đó, một trận động đất mạnh có cường độ 5,6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cổ Nghĩa thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam của Trung Quốc. CENC cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương, tức là 9 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam. Chấn tiêu của trận động đất được xác định ở vị trí 28,41 độ vĩ bắc, 104,74 độ kinh đông, nằm ở độ sâu 8 km. Hiện chưa có thông báo về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh Bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.